Nắng hôm nay cực kỳ tốt luôn cả nhà ơi, nhưng phải có một lớp em chống nắng để bảo vệ cho cái làn da của mình dưới sự tác động của tia UV, để làm cho cái làn da của mình không bị nám, không bị khô, không bị thô, không bị sần và không dễ bị lão hóa. Và đặc biệt nữa, với trời nắng nóng như thế này, có một em chống nắng 4-in-1 thì quá là tuyệt vời cho làn da. Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu em chống nắng vật lý nhà Tosudo có khả năng 4-in-1 như thế nào nha. Thứ nhất, với thành phần chính là titanium dioxide và xenoside, hai thành phần vàng trong làn mỹ phẩm, không chỉ giúp cho làn da của chị em chống lại được tia UVA, UVB mà còn giúp cho làn da của mình được dưỡng trắng sáng và giữ màu rất là bền. Đặc biệt hơn nữa là thành phần rizinin trong đây nó sẽ giúp cho da của chị em giữ độ ẩm cực kỳ tốt nhưng không gây bết dính và dầu nhờn. Đặc biệt một khả năng chống trôi cực kỳ cao khi chị em thoa em chống nắng này lên trên bề mặt da, mình có di chuyển ngoài trời, kể cả mình thoa xong 30 phút sau mình đi tắm biển, tắm hồ bơi vẫn không bị trôi kem. Và mình sẽ cùng test em bên này lên, em này có khả năng như thế nào nha. Đây, thứ nhất về một cái hiệu quả mà nãy giờ Xuyên quên chia sẻ, đó chính là khả năng make up cho làn da. Khi mà thoa em này lên là gạt bỏ đi cái lớp kem nền, phấn nền liền. Tại vì sao ạ? Vừa dưỡng da mà lại có một cái lớp nâng tông như thế này thì mình thoa kem phấn làm gì nữa đúng không ạ? Để cho da ngập da đúng không chị em? Chừng khi mình có đi tiệc đi tùng gì mình mới cần thôi. Còn bình thường mình giúp cho da của mình được dưỡng trắng và giúp da của mình nâng tông bởi em này, 4-in-1 như vậy là đủ rồi ạ. Đây, mình thoa một lớp lên rồi sau đó mình tản đều trên bề mặt da mình như thế này. Đặc biệt tản cực kỳ dễ và nhanh luôn chị em, không làm cho mình mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều cái công sức để mà tản đâu. Mình thoa kem không khéo cũng không ảnh hưởng cái lớp nền nữa, rất là dễ thoa, dễ tản. Đây đó, mình vuốt vuốt lên như thế này. Đấy, đây rõ ràng đúng không ạ? Rõ ràng đúng không ạ? Đây, đặc biệt cái lớp kem rất là mịn đây. Dù mình không khéo thoa kem và kể cả là da mình đang có khuyết điểm như là mình có mụn hoặc là có nhờn thì nó cũng sẽ khóa nhờn rất là tốt và giúp cho cái làn da mụn của mình không gây bị nhạy cảm. Những cái làn da yếu, những cái làn da mà kén mỹ phẩm lắm vẫn có thể sử dụng được. Đặc biệt cam kết vàng 7 ngày trải nghiệm, nếu như mình sử dụng không hợp được hoàn tiền lại 100%.